của đội tôi ngày hôm đó thì cầu thủ Lê Biên đã bắt chết được bạn Phúc Nguyên của đội Vidalia và không để cho Phúc Nguyên sút một quả nào. Còn huấn luyện viên Đức Anh, tôi anh là đến thua 2-0 với tỷ số là 2-0 trước Atletico 4-2 trước Atletico Madrid thì anh nghĩ như thế nào khi đây là trận đấu thứ hai thất bại rồi? Theo tôi nghĩ là do ở cái trận đấu thứ hai thì các cầu thủ chưa có thật sự là chưa có cái sự liên kết với nhau, cũng dẫn đến là có những cái tình huống mà chuyền bóng không hiểu ý nhau, dẫn đến là những tình huống phá bóng mà đưa bóng xuống cho đối thủ, dẫn đến những đối thủ có những cái tình huống ăn bàn rất là ngon, và tôi cũng rất là dè chừng với cầu thủ Thanh Lâm khi bên Atletico Madrid là cái cầu thủ rất là nhanh nhẹn và sắc sảo, rất là lanh. Đã có những cái tình huống mà chặn bóng của thủ môn tôi đưa phát bóng lên cho đồng đội đã có thể là ghi thành bàn. Anh đánh giá về như thế nào về cặp đôi Nguyễn Hoàng Phúc? Tôi thấy cặp đôi Hoàng Phúc này cũng có thể nói là được gọi là cặp song sát. Hai cặp cầu thủ này chơi rất là hay, ban bật, truyền chọt rất là hay, từ cái những tình huống ghi bàn rất là sắc sảo, cũng như là cái tình huống dứt điểm á, thì rất là tốt, quá là tốt. Tôi cũng rất là dè chừng trước hai cầu thủ này. Còn huấn luyện viên Nhật, anh đánh giá như thế nào về đối thủ và anh có chủ quan khi đối thủ đã là thất bại 2 trận không? Họ đã thất bại 2 trận rồi thì gặp U9 Massage sẽ là trận thứ 3 của họ, thì đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan, tôi sẽ cố gắng chơi thi đấu hết mình. Anh có đánh giá cầu thủ nào bên đội nhà bạn? Về các cầu thủ đội bạn thì nhìn chung thì họ đều ngang nhau hết, nhưng tôi không đánh giá cao một ai cả. Anh có dự đoán anh đặt toàn đội vào mục tiêu toàn đội là ngày mai là lần chiến thắng trước bao nhiêu không trước đội bạn? Về mục tiêu của đội tôi thì chiến thắng phải cách biệt rồi, 4-0 trở lên. Trở lý Đức Anh, anh đánh giá như thế nào về dự đoán tỷ số của bên Nhật trước đội em? Theo tôi nghĩ thì với những cái tỷ số đó thì bên chúng tôi sẽ phải có những cái chiến thuật đưa ra để không có những cái bàn thắng, và cũng như là đội của tôi cũng phải ít nhất cũng là sẽ giành chiến thắng với tỷ số, cũng không cần là quá cao, chỉ cần 1-0 hoặc cũng có thể là cầm hòa trước đội Barcelona. Anh có lấy giá như thế nào về cầu thủ bên U9 Barcelona ngoài cặp đôi? Hầu như về phía Barcelona thì họ cũng giống như gọi là sinh ra từ cái lò đào tạo của La Masia, thì họ chơi rất là tốt, nhưng mà tôi không có sợ điều đó. Tôi chỉ cần có một cái chiến thuật tốt để giành chiến thắng trước Barcelona. Tuy không cần nhiều với bàn thắng, nhưng mà chỉ cần thắng hoặc là hòa với họ.